Manny. Xin chào tất cả mọi người. Manny đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong video lần trước mình đã nói về cái quá trình mà mình làm ra một cái beat nhạc như thế nào trong cái bài mà mình đã có chia sẻ. Và hôm nay thì cũng có nhiều bạn request và hỏi về vấn đề về vocal cũng như cái lời hứa của mình trong video lần trước. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái quy trình mixing vocal, hay còn gọi là cái quy trình gọi là hậu kỳ cho vocal. Tiếng Anh nó gọi là vocal post production. Và bây giờ xin mời các bạn cùng xem video lần này để xem mình làm điều gì đối với một đống vocal mà mình thu trong cái studio session lần trước nha. Như các bạn đã biết thì cái hậu kỳ của vocal, hay còn gọi là mixing and master vocal, thì thật sự cái mình xin correct là cái thuật ngữ đó một chút xíu. Thật sự chúng ta không master cái vocal đó, mà cái bài nhạc và cái vocal đó cần phải bỏ chung với nhau để mixing, có nghĩa là chúng ta sẽ mix toàn bộ tất cả mọi thứ và chúng ta sẽ master tất cả mọi thứ cùng lúc với nhau, gồm cả beat, gồm cả vocal, và chúng ta vừa mixing xong. Tất cả mọi track đều phải là multi track, chứ không phải là chúng ta dùng một cái beat đã được master sẵn và chúng ta mix vocal vào để chúng ta master. Trên lý thuyết thì chúng ta vẫn có thể làm được thôi, nhưng mà chúng ta sẽ không tối ưu được cái quá trình chúng ta làm việc và tối ưu những cái khoảng tần số mà nó bị chổi nhau giữa cái beat và cái vocal. Rồi, đó mình xin correct lại. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xem cái bước đầu tiên mà khi chúng ta bắt đầu hậu kỳ cái vocal chúng ta sẽ làm gì. Thì như các bạn đã biết, mình có chia sẻ là mình thu tới tận gần 20 track. Thì 20 track đó, mình cần phải làm cái điều đầu tiên, đó gọi là cái bước để chúng ta comping. Comping đó là một cái thuật ngữ mà dùng để chỉ cái sự chọn lựa giữa những track với nhau. Ví dụ một tiếng lead, mình có một tiếng lead nhưng mà mình thu cái track nó tới 3-4 lần là, thì lúc đó mình phải ngồi mình lựa ra cái track nào là cái track best nhất và mình ghép vào. Thì cái tiêu chí để mình ghép vào đó, thứ nhất là hát phải đúng tông, đúng note, càng đúng, gần đúng nhất là tốt nhất. Sau khi chúng ta ghép vào rồi thì chúng ta cần phải xem xét tới yếu tố thứ hai là nó có cùng mood hay không. Có nghĩa là lúc đầu thì cái giọng rất là excited, nhưng mà khúc sau thì cái giọng nó khá là buồn bã, thì nó không có đồng mood với nhau. Và cái giai đoạn thứ hai thì cái giai đoạn đó gọi là balance, comping balance. Thì mình sẽ balance lại, thì như các bạn thấy trên màn hình đó, thì những cái file này các bạn thấy nó có những đoạn rất là nhỏ, những đoạn rất là lớn, tượng trưng cho là lúc ca sĩ người ta hát rất là thì thầm, và những lúc mà người ta hát người ta phải lên tông, người ta lên quãng thì người ta phải hát to hơn. Thì các bạn nhìn thấy cái file có một file nhỏ và một file lớn. Thì cái giai đoạn này là chúng ta phải ngồi chúng ta automation volume để cho nó đều nhau, để tránh trường hợp là khi chúng ta bỏ cái cơm vào thì lúc đó cái cơm nó sẽ chỉ cơm những cái quãng cao ở những cái dynamic nhiều, và những cái dynamic thấp thì nó lại không cơm. Lúc này thì chúng ta sẽ sử dụng automation, nhưng mà có một cái plugin để giúp các bạn làm cái điều đó, nó gọi là Wave Vocal Reader, Vocal Rider Reader gì đó. Thì cái phần mềm này nó sẽ detect những cái đoạn nào quá lớn hoặc quá nhỏ, và các bạn set cái điểm trần và điểm sàn của nó thì nó sẽ tự động nó nhảy. Nó nhảy thì các bạn phải dùng tai mình, các bạn phải nghe, chứ nó không thể hiện hình ảnh. Các bạn nghe xem là cái đoạn nhỏ nhất nó nghe vừa chưa, với đoạn lớn nhất nó có quá lớn hay không. Thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn rất nhiều khi mà các bạn bỏ một cái cơm vào, thì lúc đó cái cơm nó sẽ làm việc hiệu quả hơn. Rồi, sau khi chúng ta comping và chúng ta ba lần xong, thì tới một cái tiếp theo đó là mình cần phải tìm những cái track nào phù hợp. Như các bạn nhìn thấy trên màn hình, trong cái bài nhạc này mình sử dụng tới 14 track lần, là một lead, một dub, rồi dub 2, xong rồi harmony 1, 2, 3, xong rồi tới khi hát lại là khúc singing, lại có harmony, rồi có tất cả mọi thứ, và ad-lib. Đối với một bài nhạc hip hop thì nó yêu cầu rất là nhiều ad-lib. Thì mình phải ngồi là mình lựa lại cái nào để mình gắn vô cái vị trí nào để cho nó phù hợp. Để khi mà các bạn nghe cái bài nhạc, các bạn sẽ nghe những cái đoạn như là hey, yeah, yo, yeah, that's right, các kiểu. Những cái đoạn như vậy gọi là ad-lib. Thì cái ad-lib đó mình phải bố trí những cái vị trí nó phù hợp để khi mà cái vocal mà người ta đang rap hay người ta đang hát chẳng hạn, thì những cái đoạn nó không chổi vào, làm đi cái mất đi cái sự tự nhiên, hoặc là người ta sẽ bị mất tập trung vào cái lead vocal. Đó là cái bước thứ hai. Rồi cái bước thứ ba đó là tuning. Tuning thì mình chỉ cần bỏ melody vào, mình biết được cái key và mình sẽ tune nó về đúng cái vị trí đối với những cái note nào mà nó bị out ra key, hay là nó không có nằm trong cái scale đó, nó không nằm trong key đó, thì mình phải tune nó lại. Rồi, đó là tuning. Còn một bước mình hay gọi là timing,
hay còn gọi là align. Align có nghĩa là gì? Thì đối với những cái bài mà các bạn có lead, các bạn có harmony, các bạn có double, thì cái việc quan trọng nhất là tất cả những cái track đó nó phải hát cùng lúc với nhau. Ví dụ như chắc lead đang hát mà chắc harmony hay là chắc double của nó mà nó chạy phía sau và chạy phía trước tầm khoảng mấy chục mili giây, có nghĩa là nó không đúng, có nghĩa là sai. My location, my mind goes numb. Even when I'm patient, the time goes on. They dream me while I'm waiting. My mind knows that I'm going. Thì cái cách mà khi các bạn làm là các bạn phải cắt từng khúc nhỏ ra, các bạn kéo nó về khớp đúng chữ, đúng không? Thì đó là một cái cách rất là lâu và tốn rất là nhiều thời gian. Thì lúc đó mình sử dụng phần mềm Pro Tools. Thì phần mềm Pro Tools là một cái phần mềm tối ưu dùng để edit những cái file audio như vậy. Thì mình dùng Pro Tools và mình dùng một cái plugin gọi là Vocaline Pro. Thì cái Vocaline này nó có nhiệm vụ là nó sẽ detect một cái track được set là cái track track original và một cái track là một cái track follow. Cái track follow này nó sẽ follow theo cái timeline của track original để nó sẽ chỉnh sửa những cái file dưới nó khớp với vocal, thì cái công đoạn này gọi là align. Nhưng mà cái phần mềm này nó chỉ hỗ trợ cho các bạn trong một vài trường hợp là cái vocal nó hát không bị lệch nhiều quá, hoặc là người ta ngân, hoặc là người ta nhả chữ mà cái chữ nó lệch nhiều quá thì cũng không giải quyết được, thì các bạn hoàn toàn phải sử dụng bằng tay. Các bạn có thể sử dụng Ableton để các bạn wav, các bạn kéo nó dài ra ngắn lại đó, thì đó là cái quá trình align. East in my location, my mind goes numb. Even when I'm patient, the time goes on. They dreaming while I'm waiting, my mind knows that I'm going. Xong cái quá trình align thì mình mới xuất từ Pro Tools ra và mình bỏ ngược vào trong Ableton. Thì trên Ableton mình mới bắt đầu là quá trình mixing. Tại sao mình dùng Ableton? Tại vì cái beat nhạc mình làm bằng Ableton và mình có tất cả multitrack nằm ở trong cái project của mình rồi. Bây giờ mình chỉ import những cái file vocal mình đã post production xong thì mình bỏ vào trong đó và mình bắt đầu công đoạn mixing. Thì công đoạn mixing, nhiều bạn hay đặt câu hỏi cho những cái group về thu âm mixing là mix như thế nào cho hay. Thật sự là các bạn không thể nào mà các bạn dùng một cái track mà thu dở để các bạn mix được. Thì đầu tiên là muốn hay thì các bạn phải thu cho hay đã. Tại vì khi mixing hay hay không, đó là 80% quyết định là do cái file vocal khi các bạn thu nó có đạt chất lượng, đủ tiêu chuẩn hay chưa. Nếu mà các bạn thu kỹ thì tới khi mixing rất là đơn giản, giống như trong cái project này. Các bạn nhìn vào những cái track mình mix rất là đơn giản. Đầu tiên là một cái vocal rider để cho nó balance. Cái thứ hai đó là mình sử dụng comb hoặc là mình sử dụng EQ gì đó tùy trường hợp. Thì mình EQ để mình cắt bỏ những cái tần số mình không mong muốn và mình boost lên high một chút xíu. Và sau đó là mình comb và sau đó mình DS. Rồi, chỉ có nhiêu đó thôi. Mình mixing cực kỳ đơn giản. Và cái mà làm cho vocal nó gọi là alive vocal, là vocal cảm giác như nó sống dậy trong cái bài nhạc, thì đó phụ thuộc rất là nhiều vào reverb và delay. Thì mình tin tưởng mình chỉ sử dụng những cái reverb và delay mà chất lượng nhất. Có thể các bạn có thể liệt kênh là Vohla nè, Clay Reverb nè. Má dăng biến tùm lum. Thì mình sử dụng cái reverb cho từng cái dòng nhạc cụ thể. Đối với trong cái project này thì mình sử dụng thằng Vohla Reverb. Đó là cái reverb mà mình thấy phù hợp với cái dòng nhạc này. Và mình mở lên thì mình thấy nó hay sẵn rồi, mình không cần tinh chỉnh gì nhiều. Còn delay thì mình sử dụng từ thằng Repeater trong cái bundle mình mua của Slay Digital. Thì đây là cái delay mà mình thường xuyên sử dụng khi mình mixing. Nó đảm bảo hiệu quả và cái quality của nó tốt nhất trong những cái delay mà mình sử dụng. Đó là những cái gì mình làm đối với post production. Thì hy vọng trong video này cho các bạn thấy được là cái thu âm và mix vocal nó không phải là một cái công việc đơn giản. Nó đòi hỏi rất là nhiều về cái độ gọi là detail, độ chi tiết, và các bạn phải rất là kiên nhẫn để các bạn ngồi, có thể là các bạn kéo cái này, thả cái này vào cái kia cái chẳng hạn. Ngồi combing đó là một cái giai đoạn cực kỳ buồn ngủ. Nó không còn là các bạn nghe nhạc bình thường nữa, mà các bạn phải đặt mình vào vị trí mình là người nghe. Và khi mà mình là người nghe thì mình nghe thấy cái gì, mình thấy khó chịu thì mình cần phải sửa nó bằng những kiến thức và kỹ năng của mình. Thì hy vọng trong video này các bạn hiểu được cái quá trình mà khi mà mixing hay là khi mình post production một cái vocal nó như thế nào, và cho bạn hình dung là những bước các bạn cần phải làm để có một cái vocal hoàn hảo, và những cái plugin cơ bản mà các bạn có thể dùng để mixing. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Nếu các bạn thích thì bạn like, subscribe và chia sẻ video này tới nhiều người hơn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt, hẹn các bạn trong video lần sau.